Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì theo như các bạn biết thì cái chỗ này, cái phòng này là cái chỗ này là hôm bữa là mình đã cúng rồi các bạn. Thì ở đây là có nhiều cái hiện tượng rất là ghê gớm. Nhiều bạn khán giả yêu cầu mình đến ở đây nữa, bởi vì cái nhà này là mỗi lần đến là mỗi lần mang lại cho mình những cái trải nghiệm khác nhau, và khán giả nhiều cái trải nghiệm khác nhau. Cho nên mình hay đến lại cái căn nhà này. Hôm nay mình đến một lần nữa nha. Ở bên ngoài đang có tiếng chim heo kêu các bạn. Thôi thì mình xin đặt camera ở đây nha. Bây giờ mình sẽ đặt điện thoại ở đây nha các bạn. Và một cây nữa ở ngay này để mà nó rọi ra ngoài đèn ngoài đây ha, nó rọi ra ánh sáng ở đó nha. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha các bạn. Ở trong này có cái hiện tượng gì thì các bạn comment xuống dưới cho mình biết nha.
Hiện tại thì ở ngoài này có tiếng cái con gì kêu các bạn, rất là ghê, giống tiếng con chim heo.
Mình đã vô đến nơi rồi các bạn. Có gì ở trong này không các bạn? Phía bên đây là xe camera là cánh cửa nữa nha các bạn, nhưng mà cánh cửa thông ra vườn. Đây là cánh cửa thông ra phía bên thông nhà. Đây là thông qua cái nhà bên kia và cửa này là thông lên nhà trên nha các bạn. Thì thôi mình xin phép kết thúc video ở đây á, mình sẽ test điện coi nha.